thử thách đánh cầu lông với nữ, thắng xin info và ký kết. Ôi, xét bạch luôn ta, thấy là hơi căng cái kèo này rồi nha. Này cháu quyết định anh em, ép trái tay rồi, gõ một phát là có info, được không đây? Chuyện là tuần trước ra sân, gặp được chị gái kế bên có hai cây anh em yêu cầu là Yonex Nano Flare 700 và V200i. Bữa giờ mượn không ra, sẵn qua múc cho anh em thêm cái kèo thử thách đánh đơn thắng xin info nha. À nhưng mà nếu mà em thắng thì chị phải cho em xin info nha. Chị gái nói thắng đi rồi mới tính nha anh em. À rồi, thắng rồi tính đúng không? Ok. Ok, trận này cầm vật nữ V200i nha anh em. Trời ơi, mới vô là vậy là thấy no hope rồi nha anh em. Ây da, cắt gì nữa. Ê trời đất ơi, ngay mặt luôn. Lỡ có tập cái kèo này thì anh em đừng giận tôi nha.